Sáng ngày 5 tháng 5, Ban Quản lý Di tích Chùa Hang Thị trấn Chợ Chu đã tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566. Dự buổi lễ có Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên. Về phía huyện, có đồng chí Đặng Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thị trấn Chợ Chu cùng các tăng ni Phật tử gần xa đã về dự đại lễ. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm thành kính. Các tăng ni Phật tử đã được nghe thông điệp Phật Đản Phật lịch 2566 của Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng và nghe Đại Đức Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên đọc diễn văn về sự kiện Đức Phật ra đời và quá trình phát triển của Phật giáo trên thế giới. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, khẳng định sự đồng hành của Phật giáo Việt Nam trong hơn 2.000 năm dựng nước và giữ nước, ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Phật giáo trong sự nghiệp đổi mới và phát triển của quê hương. Đặc biệt là sự đóng góp của Chùa Hang Thị trấn Chợ Chu với nhiều hoạt động ích nước lợi dân. Đồng thời mong muốn các tăng ni Phật tử tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống đoàn kết, hộ quốc an dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, Đảng ủy Thị trấn Chợ Chu cũng đã tặng hoa Ban Quản lý Di tích Chùa Hang Thị trấn Chợ Chu nhân dịp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566. Phần cuối buổi lễ, các đại biểu và các tăng ni Phật tử đã tiến hành nghi thức tụng kinh, tắm Phật, cầu mong cho đất nước Thái Bình, muôn dân an lạc, Phật sự viên thành.